Nay thì Thảo sẽ dẫn cả nhà đi ra một nơi chất đầy tuổi thơ của Thảo ở trong đó luôn. Bây giờ dẫn cả nhà đi ra đó và hái một loại quả. Hôm nay thì Thảo sẽ hái thử và ép nước. Anh chị và các bạn đang xem trên kênh Phan Thu Thảo nha. Chiều nay thì Thảo chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình của mình. Nay thì Thảo sẽ dẫn cả nhà đi ra một nơi, cũng là một nơi tuổi thơ, chất đầy tuổi thơ của Thảo ở trong đó luôn. Trưa nào hồi trước là trưa nào Thảo cũng ra ngoài đó Thảo chơi hết á. Nhưng mà chơi đặc biệt là những giữa trưa cả nhà, 12, 11 giờ trưa là ra ngoài đó chạy ra đó chơi, rồi chơi tới chiều luôn. Nhiều khi ra ngoài đó mà ba Thảo chửi luôn á, nên là mình lâu rồi mình cũng chưa ra đó lại. Bây giờ dẫn cả nhà đi ra đó và hái một loại quả. Quả này thì cũng thân thuộc lắm cả nhà, dễ sống, và hôm nay Thảo sẽ hái thử và ép nước. Thì cả nhà cùng đồng hành với Thảo trong video này nha. Đây cái cây này nè, cây này Thảo không có biết tên của nó, nhưng mà để Thảo kiếm một cái trái. Đây, mấy trái khô như vậy nè. Đây nha, hồi đó là hay rảnh rảnh đó cả nhà, lột cái này ra. Cả nhà biết làm gì không? Đứa nào mình ghét á mình chọi vô đầu. Mình chọi vô đầu đau lắm luôn á. Thì hồi đó hay kiểu rảnh rảnh là bứt mấy cái trái này, nhưng mà trái khô thôi chứ trái hơi non non thì nhiều muỗng một tí chơi không có được. Mình đi ra khúc đây, mình sẽ đi bộ ra luôn nha. Cũng không xa lắm đâu. Ốc đinh nữa. Chà bá luôn. Chà bá luôn. Mấy con ốc này nè. Ơi bắt ốc đi. Bự bự. Hay khi nào nước nó cạn. Ốc dài dài không à? Khi nào nước cạn vậy? Hả? Khi nào nước cạn hả? Thứ 6. Thứ 6 hả? Nay thứ mấy rồi? Nay nay thứ 2 đầu tuần. Bắt hả? Bắt không? Sắm một cây vợt bắt luôn. Ấy còn xài không? Còn xài không? Hồi đó là Thảo hay ra ba cây xoài này nè. Tại vì cây xoài này á cũng có chủ, nhưng mà kiểu trồng ở ngoài đường á, chủ cho hái. Nên là ở ngoài đây là mấy chị em ở khu này là dí cây xoài này không à. Hồi đó là cái cây ở giữa cả nhà, dễ leo nè, nhiều trái nè, nên là dí cây giữa leo không. Mà có mấy đợt cũng xém bị gãy tay. Không, hồi đó em hay nhảy xuống dưới đây nè. Nhảy xuống dưới đây tắm chị à, mát lắm. Chỗ khúc này nó sạch nè. Cái chỗ mà khúc nhà Thảo á toàn là sạn nữa không mà tắm không có được. Từ đây mà đi lên trên kia kìa, trời tắm đã, lát tắm không à. đây chị đi. Biết cái này ăn với cái gì không? Cái lá này này mắm đêm. Trời cái này ăn với mắm đêm là ngon lắm anh Liệm. Mai mình làm mắm đêm mình ăn. Cái này là cái cây gì Thảo quên tên rồi, dẹp cây dẹp. Ngon lắm, chị ăn thử đi. Bứt cái ngọn ngon nè. Mai làm đêm mà chị mẹ cho vợ ăn nãy. Không phải là Thảo cũng không biết ăn rau đâu, nhưng mà tính ra thì Thảo cũng là một người dễ ăn, nên là cái gì cũng thử được. Ngon. Cái trái dẹp của nó tới cái mùa mà có trái ngon lắm. Ăn nó chát chát. Ui con ốc. To. Phải lương không? Mấy đợt em đi bắt ốc với lại mấy anh ngoài đây này cũng có con lương chà bá luôn. Ngon, cái này ngon, bao ngọt luôn. À, đây không có kiến hơn á. Chị. Đây nè. Chùm bao nha cả nhà, có chùm bát nữa. Chưa ăn thử cái này bỏ vô. Ủa, chưa ăn hả? Đừng có xạo. Bên kia có trái nào không? Chùm bao.
không không không, trời bình thường, ướt quần tí à. Hồi đó em quậy lắm chứ không có. Leo cây tí hoài à, đâu có tưởng đâu. Từ hả? Quen quen hả? Chắc là ăn rồi á. Mình bỏ cái lớp này ra nè, xong rồi mình ăn, kiểu mình hút nó ngọt ngọt như hết trái chín rồi chị ạ. Cái cây gì đúng không? Cái cây bông này nè, cây bông cây hoa á, nó có cái gai. Đi. Đi dài lắm luôn á mà vẫn chưa tìm được cái trái mà hồi nãy giờ chưa tìm được cái trái mà Thảo muốn hái á cả nhà. Đây nè. Cái trái này nè. Đi. Cái trái này cả nhà. Đố cả nhà biết trái này là trái gì á. Cho ba giây suy nghĩ. Giả bộ nữa. Trái này trái xương rồng lên núi á, quá trời luôn. Cá. Có. Bây giờ kiếm cái cây bộp hái giùm nha. Bị cái cây. Cái trái này nè. Hồi đó là nghe chủ quanh cái bì bờ nè cả nhà, bì đường đó là mọc nhiều lắm, nhưng mà bây giờ phát hết rồi á. Còn mấy bụi nè. Mấy cái trái này nè. Đỏ đỏ. Ra tay. Mấy cái trái này mình cầm trực tiếp không có được đâu. Mấy cái gai nhỏ nhỏ đâm đâu lắm. Gấp. Nói chung về đây là lần đầu tiên thấy cái trái đấy luôn rồi. À mấy cái gai luôn. À chủ quân xuống đất đi. Cho rớt gai ra trước hả? À? Rồi xong lụm lên lại. Đây nè, chà chà cho bay hết cái gai. Trái này mà bộp kêu lần đầu tiên bộp thấy á. À, dân biển, biển không có xương rồng. Vên. Cái này là nó mọc ở ngay chỗ sa mạc rồi nhiều. Ui, nước đỏ nó chảy ra nè. Một lát sẽ biết. Mày dám ăn không? Dạ. Thảo thấy bên nước ngoài á, họ ăn trái xương rồng này ngon quá, nên là mình cũng đú trend theo. Nên hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn về xương rồng. Có. Sao nói? Biết gắp không? Không. Không biết gắp là có dập. Nó dập. Ui, gai. Gai nó đâm vô tay. Wow. Đi, đi về. Nhờ những bạn đồng hành như vậy là mình xả có được một rổ rồi cả nhà, đầy luôn. Bây giờ mình sẽ đi về. Ngay đây nè cả nhà. Hồi đó thì Thảo có đi vô trong đây chơi, mà lúc đó là lúc bé xíu à, mình không có biết gì á. Nên là mình cũng vô đây mình chơi. Bây giờ mình nghĩ lại thì thấy mình cũng gan dạ thiệt sự luôn á. Thì bên này mới xây cái cổng. Trong đây là nơi mà chôn cất những người đã khuất của người Chăm cả nhà. Bà La Môn. Thường là người Chăm sẽ có một cái phong tục. À, Chăm cũng có hai sao ta gọi là tôn giáo cả nhà. Bà La Môn với là bà Ni. Còn đây là bà La Môn, còn bà Ni thì chỗ này thì thật cũng không có rõ nữa. Thường là sẽ mất sau đó mình sẽ chôn xuống. Cái này là Thảo chỉ nghe ở trên mạng, trên báo đồ ghi thôi nha, chứ Thảo cũng không có được chứng kiến trực tiếp nữa. Thì sẽ chôn cất, mình chôn cất xuống dưới khoảng 2 năm hoặc 3 năm. Sau đó là mình sẽ đào lên lại, lấy cái xương cốt của cả nhà, phần sọ. Sau đó là mình sẽ, người nhà sẽ đem về và gọi là
mình cúng kính mình giữ ở nhà khoảng 10 tới 20 năm sau thì những cái người mà đã khuất trong 10 tới 20 năm đó là sẽ họ sẽ cất ở nhà luôn. 10 tới 20 năm sau là mình sẽ đem ra ngoài đây và mình chôn xuống lại. Rồi hàng năm thì sẽ có con cháu tới, là nguyên cả dòng tộc luôn nha cả nhà, chứ không phải là một gia đình, là nguyên một cái dòng tộc luôn, là sẽ tới cúng kính hàng năm. Mỗi năm như một lần hay sao á. Thì Thảo ở gần nhà Thảo nên là Thảo cũng hay thấy những cô chú hay ra đây ngồi cúng nè, cúng lần lớn lắm. Không phải là cúng nhỏ nhỏ như là người Kinh mình. Một lần cúng là có thầy nè, rồi gọi là ngồi trải dài hết luôn, là ngồi ngoài đây nè, ngồi trải dài mà nhiều lắm, đông lắm. Mà sao mà nhỏ vậy? Em đâu biết đâu, hồi đó mà. Hồi đó là khoảng 11, 12 giờ trưa hoặc là chiều chiều xế xế cả cỡ giờ này nè, là hay xách bích ra đó ngồi chơi á. Với lại ở ngoài đó có một cây xoài, hay ra đó hái xoài, tới mua xoài là ra đó hái xoài. Không, nghĩ lại giờ không dám ra đâu. Kiểu nơi chung cất của mấy người đã khuất á, thì mình bây giờ mình lớn mình cũng hơi sợ một chút, hơi rén. Quá trời luôn. Hồi nãy thì có trà sơ để mà nó bay hết mấy cái ga nhỏ nhỏ li ti á cả nhà. Còn mấy ga lớn nó dai quá, nó không có ra như mấy cái này nè. Dai, gai nó cứng lắm rồi. Rửa sơ mình vô gọt nha. Có mang ốc nữa này. Coi coi coi, chăm mỏ chăm mỏ. Né ra con ư. Trời ơi, con này nó to gần bằng bun rồi nè. Màu lớn. Đó, táo nó chăm mỏ bây giờ. Cái gai nó đâm ghim vô tay á nha. Trái này đẹp nha. Nhìn trái nó nhìn giống trái thanh long với Thảo. Nó y xì vậy luôn á. Nó cũng kiểu giống giống vậy á. Nhìn giống y xì như trái thanh long tất cả các cô chú. Hồi đó là ăn cũng có ăn trái này một lần cả nhà. Xong nó bị gai á, lúc đó không có biết. Xong bị gai nó đâm vô tay. Từ đó là mình không có ăn nữa luôn. Mà lúc đó ăn nó cũng lẹt, mình cũng không có biết là ăn được hay không á. Ăn vừa cái nhả ra liền. Chưa thử thức được. Dạ, để gọt cái này nha, xong rồi ăn thử nha. Nó cũng không khác gì thanh long đâu, nó cũng na ná giống thanh long thôi. Đỏ hoe luôn rồi, cái này mà làm siro ngon á. Thử không? Thử. Không có gai, hết gai rồi. Thử đi. Mời tất cả các cô chú nha. Chừng gai dính mỏ. Ui, sơn môi hả? Ngựa này ngựa. Ê, sao như là trái thanh long. Nhả hộp ra nha. Cả hộp chạy. Có. Màu ở như cái thanh long được đảo luôn. Cái màu này đẹp lắm. Cái này làm siro được hả Thảo? Được, cái này được. Mùi y chang thanh long đúng không? Đúng rồi. Cũng na ná giống thanh long, kiểu dạng thanh long mini á. Nhưng mà cái này là trái của sương rồng. Ngon không? Ngon. Cũng ngọt hả? Ngọt. Nhớ không? Không nhớ đâu. Không nhớ hả? Wow. Ở trong nó cái hộp đúng không? Cả hộp nữa, đã chót rồi. Wow. Đây. Ui, ngon vậy? Ngon. Từ để Thảo thử cái này. Tại hồi đó có thử nhưng mà kiểu ngậm vô xong rồi phun ra liền à, không có cảm nhận được. Ngon. Ngon.
Nghe nói ngon đã quá à. Ừ, đã chắc luôn. Sao vậy, ăn không được hả? Không, à, cái gai này nè, ăn mà mình không lục kỹ dính mỏ á. Đây nè, nhìn màu đẹp ha, thơm thơm. Chắc thì cũng nghe được cái mùi rõ của thanh long á. Gai dính miệng. Ăn cái này khéo khéo để dính miệng, nguy hiểm lắm. Mời cả nhà nha. Nó cũng không có giống thanh long mấy ta. Nó vị nó lạ quá à. Cái này có hột. Nó ăn vô nó mới đầu ăn vô á thì nó hơi hơi châm chích cái lưỡi á, không biết làm sao hơi châm chích cái lưỡi một xíu. Rồi ăn vô cái cuốn họng một xíu thì nó sẽ ngọt ngọt thanh thanh, kiểu giống uống nước á cả nhà. Ăn cái này đỡ khác nè. Hồi trước thì Thảo có xem một cái video của anh hai của Thảo, thì anh đi sinh tồn mà không có nước hay sao á, lấy cái này ăn giải khát. Thì đúng thiệt là ăn cái này cũng giải khát thiệt á cả nhà. Ăn y chang uống nước vậy, ngon. Nhưng mà nó khó ăn, nó hơi lợ lợ một xíu. Mình ép ra được một tô như thế này nha cả nhà. Ôi lộn, mình gọt ra được một tô như thế này, cái này mà làm siro là ngon lắm luôn á. Đó, cái nước ở dưới này nó lắng xuống, cái nước ở dưới nó hơi nhớt nhớt một xíu. Bây giờ mình sẽ ép luôn nha. Cái lúc đầu mà cái bữa mà lần đầu tiên mà Thảo được sử dụng cái máy này á cả nhà, mình không có biết là gắn làm sao nữa. Mò cả tiếng đồng hồ luôn á, coi mạng rồi tra mạng các kiểu. Bây giờ gắn nó không có khớp là sao. Ê, cái chỗ này cái khớp nó ở đâu? Từ, phải gắn cái này vô. Em mò được biết sao vậy? Ba cái này. Trời là trời. Thôi tại Thảo không có biết cái khớp chỗ này. Hay vậy? Sao 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 sao? À là cái này đúng không? Gắn vô cái này. Sai rồi, mẹ. À, bị kiệt. Bị kiệt này. À đây đây. Không biết. Không biết, không biết. Rồi bỏ cái này vô. Rồi, một cái cụp. Bấm đây. Ok, lấy cái ca. Hồi hộp, hồi hộp. Bỏ vô thử một trái nha. Không biết là cái hột cứng nó không, nó có ra nước hay không hay là nó sao. Ui. Ê, ê, ê. Đập 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 luôn. Rồi nước đâu? Ê, cái nước ra đậm lắm luôn. Thêm cái nước này nó giống cái màu nước gì đây này. Atiso đỏ, biết cái atiso đỏ không? Màu y chang luôn. Nhưng mà cái này nó nhớt hơn, còn cái atiso đỏ thì nó không có được nhớt. Mà hình như cái mùi nó cũng na ná giống vậy luôn á. Tại vì nó không có được chua y chang là cái trái atiso thôi. Từ từ, mấy ép này ép từ từ thôi để nó dính máy. Nè, nó ra cái
cái nước hột 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 luôn rồi nè. Ở trên cái hột ủi gì vậy cả nhà? Cái này là cái xác mà, nó không có. Nó lộn nó lại. Cái xác. Xác. Cái xác, cái nước nó lộn. Cậy cậy ra bớt đi. Không, từ từ nó xuống. Cái này từ từ nó đẩy ra. Hôm bữa thảo ép thơm á, cái thơm hình như nó mềm quá hay sao á, cái xác nó bị dính vô trong máy luôn, nó không có ra xác. Còn cái này thì ra này, đỡ nè. Nó bị dính á. Không, từ từ lát nó xuống à. Quay qua vòng đi. Rồi, giỏi không chứ? Xuống liền. Kiểu nó nhỏ quá, nó bị kẹt ở trong máy luôn á, nó không xuống. Nhìn cái màu ở trên thạch á. Lúc mà gọt cái trái ra cả nhà, nó giống như chàng cái thạch nho mà trái tròn mà bán ở ngoài siêu thị có bán không ta? Cái thạch nho á, thạch nho, thạch táo á, mà ở trong nó có ni lông xong rồi cục thạch ở trong rồi bụp. Nhìn cũng giống giống cái đó. Rồi hết. Wow. Từ từ. Đừng nghe những gì Bờm và Thảo nói. Cực kỳ chua luôn đúng không chú? Không. Nè, bây giờ ba thử cái trái này nè. Bây giờ anh thử trái này đi. Anh thử sao sao tan rồi. Nén chừng nó đánh là xuống. Không, anh thử đi. Anh thử đi. Anh vô rồi là nó hết vị chua luôn á. Cái thằng kỳ mà. Ừ. Anh hết trái đi. Anh ăn hết trái. Anh hết rồi mà anh cái lưỡi anh á. Anh bỏ vô anh xoa hết cái lưỡi anh. Nó đánh lừa vị giác mà. Rồi bắt đầu ăn cái gì vô. Còn chua mà. Còn chua không? Ừ, lạ ta. Ủa sao lạ ta? Cái thằng kỳ mà. Cái thằng kỳ mà. Không thấy chua luôn rồi cả nhà. Tắt ngọt lắm anh. Ừ. Cái đường mày ăn. Em nói rồi, tắt nhà em. Ôi giời, giờ có ăn cái thằng kỳ làm nào chưa? Chưa luôn. Đem lên ăn cỡ là 1-2 phút mà ăn vô mà cảm. Wow, vậy là con hiểu được những cái điều của những cái thằng idol TikTok. Là mấy cái thằng mà nó ăn chua với ăn cay. Vậy là nó này là nó sử dụng cái trái này nó để đánh lừa những cái điều đó. Rồi vậy bây giờ mới biết hả? Vậy giờ mới biết hả? Con thấy nó sắc một dĩ chanh luôn. Nó ngầu nó ăn y như thiệt. Dạ nó nói wow, cái thằng này nó ăn chanh chua thật. Thì ra là mình có cái bí quyết này. Nhưng mà cái trái này mình ăn vô nó đánh lừa vị giác mình thôi, nhưng mà ừ, trong bao tử của mình nó vẫn kiểu nó không tốt cho bao tử của mình. Đúng rồi. Nhưng mà chủ yếu là đưa vô là mình có thể là mình ăn được. Là nó rất là hồi nãy là chua mà đến nỗi mà Vương ăn không nổi luôn cả nhà. Nhưng mà bây giờ là Vương ăn y như thật luôn này. Vương xin mời cả nhà nha. Ừ. Ăn chạy giả luôn. Không có cái mùi vị gì luôn. Và nói chung là không phải là không có mùi vị, không có mùi chua. Rất là ngọt. Và bây giờ là nó chuyển sang qua là mùi cực kỳ ngọt luôn. Ừ. Anh chưa thử thấy nhà thằng nào đúng không? Ừ. Đây em dẫn ra cây. Nó cân được hết tất cả mùi vị anh tin không? Ghê vậy. Đây. Đây này anh. Nguyên một cây luôn. Wow. Đây. Cái trái này anh Thảo lúc trước anh Thảo có mua về á, anh Thảo kêu là một trái này là 10.000. Ừ. Anh thử một trái nữa đi, em dẫn anh ra vườn. Bợp qua đây qua đây
Rồi. Nếu mà mình ăn nhiều quá là có tác dụng gì không? Dạ nó vẫn vậy thôi à. Anh ăn thêm trái đi. Xoa hết cái lưỡi nha. Ăn cho hết rồi. Bộ ăn chưa? Xong chưa? Đây, đây là vườn. Ở ngoài vườn Thảo thì có khổ qua, ớt. Ờ, thì đợt trước thì Thảo có bị anh hai lừa một lần. Và hôm nay Thảo có kinh nghiệm rồi, cái nhà đợt trước thì có trái xong rồi nó mới ra trái lại thì không biết là chín hồi nào nữa. Để ra hái ớt trước nha. Đây là khổ qua cũng có trái rồi. Bốn trái ớt, ớt xiêm. Từ từ, mình phải cho thử khổ qua trước qua đây. Thử khổ qua trước rồi qua ớt. Khổ qua nhỏ hen, khổ qua to. Qua bốc một trái luôn. Khổ qua này đặc biệt là ba Thảo trồng là siêu đắng. Đâu, hồi em ăn rồi. Ở trong nhà em ăn quà, đắng đắng cả. Ừ, khổ qua này đắng. Em không ăn được đâu. Thử đi, nãy mới thử trái thần kỳ mà, mình thử đi. Ăn đi em. Giờ hai người bây giờ thì Vương cũng sẽ thử thí nghiệm thử cái cây ở nhà Thảo nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ là đây là một trái ổ qua nha cả nhà nha. Bây giờ Vương sẽ ăn thử. Đây là Vương cắn thiệt luôn rồi nha. Đắng không? Không. Thiệt anh? Thiệt. Thiệt, thử đi. Này anh cắn lại cho em coi thêm một lần nữa nè. Nè Vương xin mời cả nhà nha, hồi nãy mới cắn một miếng này cả nhà. Khổ qua này ba Thảo trồng là rất là đắng luôn. Ừ. Cắn một cái là nhăn mặt luôn á. Em ăn thử đi. Nãy giờ anh diễn là nãy giờ anh nhăn mặt rồi. Giống như em ăn khẩu quen nấu canh mà em ăn cũng không nổ. Cái hồi nãy mà trái chua á là em ăn là em biết rồi đúng không? Ừ. Còn cái trái ổ qua đắng, đắng em không? Em thử đi. Thử đi, mình cứ thử một miếng đi. Thử miếng nhỏ trước nè. Ghiền, ghiền. Sao không đánh ta? Thử miếng lại đi. Cắn miếng lớn lên, cắn miếng lớn lên. Rất là giòn luôn. Wow. Vậy là trái này là gọi là một cái là bá đạo luôn á em. Trái thần kỳ. À. Nói chung là trái này rất là thần kỳ, bá đạo luôn. Có thể là chắc là anh Đảo nên nhổ gốc về luôn nha. Nhà em có một đúng một gốc luôn á. Rồi còn một cái nữa nè. Nếu mà anh mà nhổ nguyên gốc đó nữa về anh sẽ quay TikTok. Lát anh lấy mấy trái về chị cho anh quay TikTok. Anh quay TikTok rồi lỡ hết trái thần kỳ rồi anh ăn cái gì? Anh ăn xong anh trồng chưa? Dạ anh trồng. Anh lát anh hái mấy trái về anh chôn người thân anh á. Được á. Còn cái này là gọi là cái trái này là trái cuối cùng. Cái đợt hôm trước á thì Thảo có bị anh hai lừa cái trái này. Trái nó hiểm. Ừ. Kêu là cay lắm. Kêu là anh hai là ăn cay lắm. Thảo ăn vô là tưởng cay nhưng mà không, nó rất là ngọt. Ừ. Nó ngọt nó trời nó xạo không à. Ăn thử đi. Bây giờ hai người ăn cùng lúc nha. Này. Vương xin mời cả nhà luôn nha. Từ từ khoan, cầm. Hai người ăn cùng một lúc luôn, không được nhả. Ừ. Cảm nhận. Rồi, hai, ba. Mời tất cả các cô chú nha. Rồi, Vương xin mời cả nhà. Đây này, Vương cắn luôn này cả nhà. Ừ. Cắn hết trái ớt luôn. Để em nút động. Em đang ngay nè. Vương xin mời cả nhà nha. Không thấy cay luôn. Thấy cay hả ta? Ngồi xuống. Sao? Ừ. Nát luôn à. Ủa thêm trái đi. Thêm trái đi. Đây, Vương xin mời cả nhà nha. Cái này là Vương cắn từ từ luôn, quay gọn luôn. Đây này. Không cay luôn cả nhà. Em biết luôn này. Hồi em đã coi clip của anh hai nè, cái đây là chị á, chữ người đánh với người chua Thảo còn cay là bẩn cay luôn mà anh ăn ớt được á. Gì hả? Cay không? Cay chứ sao không cay? Mà sao anh ăn không cay ta? Không, chắc do anh ăn ớt được á. Anh ăn ớt không? Anh ít ăn ớt lắm.
Bây giờ từ từ nha, nó đang ngấm từ từ. Nó sẽ không cay liền nhưng mà nó sẽ ngấm từ từ. Cay quá thở. Hồi được là anh hai có lừa Thảo một vố. Là anh hai tưởng đâu là nó sẽ cay, ăn cay được luôn. Nhưng mà Thảo ăn vô thì nó rất là cay luôn. Nó đang tả. Nó đang tả từ từ. Đúng rồi. Nó cay từ cái cuốn họng nó cay lên. Không, nó tả chỗ cái đầu lửa. Chết. Để mình thử lại ăn. Ăn lại cái miếng khổ qua lại, nó sẽ bớt cay hơn. Không. Cứ đánh chằn luôn. Mày ăn mương ăn mấy trái. Hả? Mấy trái. Trái gì? Mấy trái thần kỳ. Hai trái. Hai trái. Mấy bè trái bạn còn giờ vẫn con hả? Nhưng mà sao ăn hồi nãy là anh ăn ổ qua là nó không có đắng. Ừ. Nhưng mà tại sao mà ăn cái trái ớt? Bộp thử lại trái hủ quay. Nó không cay. Nhưng mà bây giờ là nó lại tỏ lần từ từ là bây giờ cay nè. Nó cay. Nó xé họng luôn nè. Mà ăn lại cái miếng ổ qua này lại thì nó lại đắng luôn. Dạ này nó cái hai trái à, mang bê trái lận. Nó hết tác dụng. Hết nước. Ờ, cấp cứu. Thế là mọi người đã bị Thảo lừa hết rồi cả nhà. Thảo lừa ba Thảo thì ba Thảo có chồng ở trong nhà luôn nên là ba Thảo rất là đành về cái cây này rồi. Nên là ba Thảo không có bị mất lừa nữa. Nhưng mà cái cây tắc thì vô tình ba Thảo chưa có thử cái trái tắc đó nên là bị lừa. Còn hai thanh niên này thì đã biết rồi nhưng mà vẫn bị lừa nha cả nhà. Không. YouTube của anh hai rồi. Bột biết là nó không ăn cây được không? À cái luôn. Này là bột biết nhưng mà bột vẫn im để mà lừa anh Vương. Cây này ngậm mất nãy giờ cây. Cả nhà nên thử một lần nha. À đặc biệt là cái trái của xương rồng á cả nhà. Nếu mà gần nhà gần ranh cả nhà mà có cái cây xương rồng á thì nhớ thử nha, ép nước thử hoặc là Thảo biết đâu là có thể là ngâm rượu được nữa. Uống rất là tốt luôn nên là cả nhà nhớ thử nha. Bây giờ thì Thảo cảm ơn cả nhà đã xem hết và theo dõi hết cái video này nha. Nhớ cho Thảo cái like, cái đăng ký, nhấn cái chuông xét bên để nhận được nhiều thông báo từ kênh của Thảo nữa nha. Bây giờ thì bye bye.